Chào tất cả các bạn đã đến với kênh May Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cách may bộ đồ mặc nhà. Mình có số đo áo như sau. Dài áo là 58, vòng ngực 88, vòng eo 72, vòng mông 90. Hà eo 36, hà eo các bạn đo từ đốt sống cổ thứ 7 cho đến vị trí eo nhỏ nhất. Vòng nách 34, hạ đỉnh ngực 24, chòm vai 2 cm, dài tay 20, cửa tay 26. Và mình có số đo của quần như sau. Dài quần 90, vòng eo 74, vòng mông 90, hạ gối 49, vòng gối 36, vòng lai 30. Bây giờ mình sẽ đi vào thiết kế phần tay áo. Đầu tiên là các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Và mình sẽ kẻ một đường thẳng ngang vuông góc với cái đường gấp đôi. Và từ cái đường thẳng ngang này chúng ta tính xuống theo đường gấp đôi là dài tay áo. Dài tay áo của mình là 20 cm. Mình lấy 20 cm. Mình kẻ ngang một đường vuông góc. Tiếp theo là mình tính hạ nách đây. À, nách đây thì bằng vòng ngực chia cho 10, mình cộng cho 3 cm. Rồi vòng ngực của mình là 88 chia 10, cộng cho 3 cm nữa là bằng 12 cm. Và mình kéo một đường vuông góc. Tiếp theo mình sẽ tính là ngang nách tay. Ngang nách tay thì các bạn đặt khớp xéo như thế này. Và các bạn sẽ đo vòng nách áo của thân trước và vòng nách áo của thân sau. Các bạn cộng lại và các bạn sẽ chia cho 2 rồi trừ đi cho 1 cm. Thì ở đây mình đo vòng nách áo thân trước và vòng nách áo thân sau, mình cộng lại được là 44 cm. Và mình đem mình chia cho 22 thì được là 22 cm. Sau đó mình trừ đi cho 1 thì còn lại 21 cm. Và mình đặt thước xéo như thế này, mình lấy đủ là 21 cm. Sau đó mình tính ngang cửa tay. Ngang cửa tay thì bằng số đo chia cho 2. Ví dụ như số đo của mình, cửa tay của mình là 26 thì mình chia 2 thì được 13. Và mình nối hai điểm đi lại với nhau. Cái đoạn thẳng xéo này chúng ta chia ra 3 phần bằng nhau. Từ điểm này chúng ta lấy lên 2 cm. Và đoạn thẳng này chúng ta chia ra làm 2. Sau đó mình lấy vào bên trong là 0.5 cm. Và mình vỉa vòng nách. Và mình vỉa vòng nách tay áo. Chưa đường may thì vòng nách tay áo mình chừa 1 cm, sườn tay mình chừa 1 cm, và lai tay thì mình chừa là 3 cm. Và mình vỉ các vị trí đường may. Ở phần lai tay thì chúng ta sẽ đá cái đuôi cá nhọn nhọn ra như thế này để khi gập lên là các bạn sẽ may lai tay, để khi các bạn may lai tay và các bạn gập lên sẽ không bị thiếu. Bây giờ mình cắt ra. Hai cái đường sườn tay các bạn sẽ đặt xa lê lại 1 cm. Và các bạn sẽ gọt đi phần dư của vòng nách. Và các bạn sẽ gọt cái phần nách dư ra. Và mình làm cái thía đó là vòng nách trước. Thía này là thía sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.
Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video khác. Xin cảm ơn tất cả các bạn.